Xin chào mọi người này. Mình để quay cho mọi người xem con Hitachi nhé. Hitachi này là Hitachi 6 cửa, 6 cánh ấy. Con này là hơn 500 lít. Date là 23. Nhưng cái tem của nó đang bị bóc ra đấy. Đây, các bác nhìn thấy con gương ấy. Nói về gương thì không thể lồi lõm được. Thành vách nhập do. Đấy, các bàn phím này là bàn phím cảm ứng hết nhé. Đây, cảm ứng hết này. Đấy. Cảm ứng hết nhé. Con này thì em đã dọn rồi, test rồi. Nhà nhìn cửa của nó này, cửa mới tinh. Đó. Bên trong nội thất này, trong nội thất mới tinh. Con này nó bị xé tem, nhưng con này tầm hơn 5 lít, 570 lít, tầm đó. Date thì 2013. Đây ngăn hút trên không, em mới mở ra nó không còn hút nữa. Không thì nó hút trên không. Nội thất thì rất là đẹp, mới tinh nhá, đầy đủ phụ tùng hết, không thiếu thế này. Đây về đá này, đá đã rơi này. Đây cửa này, cửa từ này. Mình ấn nó phát này, nó ra. Đó. Nội thất mấy thứ rất là đẹp, thành vách rất là đẹp nhá, như mới. Em quay lại sau này. Đấy. Như con này em bán giá công khai là 23 triệu nhé. Đấy. Đã 23 triệu Hitachi. Rất là đẹp. Cho các bác xem gần. Rồi, ai mà cần liên hệ với em cho số điện thoại là 0961519122, được các bạn Zalo em gửi hình ảnh chi tiết cho. Quả này nữa bên trong nội thất các bác xem. Mới rồi. Nha, các bác cần liên hệ với em. Mà ai xem thì cho em một lượt đăng ký, một lượt like nhá. Rồi, em sẽ cảm ơn rất nhiều.